một phần mười người dân còn tồn tại lại là do việc tu luyện. Để vượt qua hiểm nạn đó, điều căn bản nhất là mỗi người phải ăn chay tu luyện. Các tôn giáo và bé Tường Lan kêu gọi mọi người ăn chay tu luyện là do ý nghĩa quan trọng ấy. Tường Lan và các thần đồng bề trên chọn cho cuộc chuyển hóa sắp tới, trong đó Tường Lan và mẹ Tường Lan bị nhiều khi kích. Bé Lan nói, mẹ phải nhận và vui thì cái nghiệp sẽ xuống dần cho đến hết. Chú Thanh Hòa hỏi, người ta nói xấu con có giận không? Bé đáp, không, con hoan hỷ. Tánh ý của bé Tường Lan về cách ứng xử đối với mẹ bé và của bé là đúng, là đạo lý. Ai sai, người đó nhận quả. Mình hãy giữ cái đạo lý sáng ngời ấy, mọi sự tốt lành sẽ đến, cơ sẽ đến không xa. Chúc Tường Lan và gia đình cùng các thần đồng an lạc, đại thành công. Nam mô Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Thần Hoàng. Nam mô chư Tiên, chư Thánh, chư Thần, chư Phật, chư Bồ Tát. Được giải sấm tràng trình liên quan bé Tường Lan. Cụ Nguyễn Vĩnh Khiêm, 1491-1585, nhà tiên tri số 1 Việt Nam. Ông Đỗ Trạng Nguyên làm quan đến chức quốc Trừng Quốc Công, nên người đời gọi là Trạng Trình. Thiếu thời, ông học trường thầy Lương Đắc Bằng. Lúc thầy đi sứ bên Tàu, một người Tàu cầm một quyển sách Thái Ất Thần Kinh và nói tặng cho một người Việt. Thầy hỏi, cho ai, sao ông không nói? Người này nói, ông linh cảm cho ai thì người đó được. Thầy về cất kỹ trong một cái tráp để trên đầu nằm. Trong những học trò của ông thì Nguyễn Vĩnh Khiêm xuất sắc nhất. Về sau, trước khi lâm chung, ông gọi Nguyễn Vĩnh Khiêm lại, kể câu chuyện về cuốn sách khi đi sứ bên Tàu và nói, hôm nay ta chọn con là con có phần. Ông về xem không hiểu gì, đem cất hôm sau và hôm sau nữa cũng vậy. Một hôm, có người đến cho quyển sách nhỏ, xem qua thấy ăn khớp với quyển Thái Ất Thần Kinh. Từ đó, cụ khám phá ra nhiều điều mới lạ. Song song đó, cụ tu tại gia với cách khác lạ so với mọi người. Mục đích tu là tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, rèn đức, kính thiên, địa, Phật, đức độ với người, với chúng sinh và mở mang trí huệ. Ở một chỗ mà biết hết mọi chuyện trong thiên hạ, trong đó có việc mở huệ nhãn, tức là mở con mắt thứ ba. Và kết quả mỹ mãn, cụ mạnh khỏe, thọ 94 tuổi. Trong lúc đó, mọi người 50-60 tuổi chết hết. Mà cụ Đỗ Phủ đời nhà Đường có câu rằng nhân sinh thất thập khổ lê hy. Và mở được huệ nhãn, tức là con mắt thứ ba, nhìn thấu 500 năm về trước, 500 năm về sau. Giúp nhà Mạc, nhà Nguyễn, nhà Trịnh. Ông làm quan thời nhà Mạc, khi về hưu tu ở Bạch Vân An, nhà Mạc vẫn tin tưởng. Lúc suy vi sắp bị diệt vong, nhà Mạc đến hỏi, cụ nói Cao Bằng tàn tại Tam Đại Tồn Cô, nghĩa là dời đô về Cao Bằng sẽ kéo dài thêm 3 đời nữa. Nhà Mạc nghe theo, kéo dài thêm 3 đời. Có thể nói Cao Bằng là đất tạo dựng và bảo vệ vương nghiệp. Thời Pháp thuộc nhiều người chống Pháp như Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Quân, v.v. đều chống Pháp và đều bị diệt tan. Nguyễn Ái Quốc đi nước ngoài về lập căn cứ kháng chiến ở Cao Bằng và thành công. Giúp nhà Nguyễn. Nguyễn Cương Kim là nhà chính trị quân sự giai đoạn Lê Trung Hưng, được xem là người lãnh đạo trên thực tế của chính quyền Lê Trung Hưng. Khi qua đời, con rể là Trịnh Kiểm nắm quyền, ngại bị các em vợ cướp quyền nên giết Nguyễn Uông. Em là Nguyễn Hoàng lo sợ đến nhờ cụ Nguyễn Vĩnh Khiêm. Cụ chỉ vào đàn kiến bò trên hòn Đông Bộ mà nói,
Hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân. Hiểu ý, Nguyễn Hoàng nhờ chị là vợ của Trịnh Kiểm xin được Trịnh Kiểm đồng ý, ông dời đô về giải Trường Sơn dùng Thuận Hóa trấn giữ, mà về sau lập nên vương nghiệp giúp nhà Trịnh. Chú Trịnh muốn xóa ngôi nhà Lê, đến ý kiến cụ không trả lời trực tiếp mà nói với gia nhân. Năm nay mất mùa nên tìm giống cũ mà gieo, nhà chúa muốn được ăn oán ăn lộc của nhà nước thì phải thờ Phật, tức là dựa vào danh của nhà Lê mà nắm thực quyền, dù bề ngoài là kẻ tôn thần. Lời của Nguyễn Bỉnh Khiêm ứng với lịch sử về sau, cái lẽ Lê Tồn, Trịnh Tại, Hitler, Nguyễn Hữu Quân vân vân đều chống Pháp và đều bị diệt tan. Nguyễn Ái Quốc đi nước ngoài về lập căn cứ kháng chiến ở Cao Bằng mà thành công, giúp nhà Nguyễn. Nguyễn Cương Kim là nhà chính trị quân sự giai đoạn Lê Trung Hưng, được xem là người lãnh đạo trên thực tế của chính quyền Lê Trung Hưng. Khi qua đời, con rể là Trịnh Kiểm nắm quyền, ngại bị các em vợ cướp quyền nên giết Nguyễn Uông. Em là Nguyễn Hoàng lo sợ đến nhờ cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cụ chỉ vào đàn kiến bò trên hòn Đông Bộ mà nói: Hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân. Hiểu ý, Nguyễn Hoàng nhờ chị là vợ của Trịnh Kiểm xin được Trịnh Kiểm đồng ý, ông dời đô về giải Trường Sơn dùng Thuận Hóa trấn giữ, mà về sau lập nên vương nghiệp giúp nhà Trịnh. Chú Trịnh muốn xóa ngôi nhà Lê, đến ý kiến cụ không trả lời trực tiếp mà nói với gia nhân. Năm nay mất mùa nên tìm giống cũ mà gieo, nhà chúa muốn được ăn oán ăn lộc của nhà nước thì phải thờ Phật, tức là dựa vào danh của nhà Lê mà nắm thực quyền, dù bề ngoài là kẻ tôn thần. Lời của Nguyễn Bỉnh Khiêm ứng với lịch sử về sau, cái lẽ Lê Tồn, Trịnh Tại, Lê Bãi, Trịnh Dông đúng như lịch sử đã diễn ra. B. Cụ nói Long Vĩ về tiên tri của Thế chiến thứ hai. Cụ nói Long Vĩ xà đầu khổ chiến tranh, can qua xứ xứ khởi đao binh, Mã Đề Dương Cước anh hùng tận, thân dậu niên lai kiến thái bình. Cuối năm 1940, đầu năm 1941, khổ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Năm 1942, 1943, Đức diệt các nước Đông Âu. Năm 1944, 1945, 45, Liên Xô phản công đến Berlin. Hitler tự tử, Đức đầu hàng. Mỹ ném hai quả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, Nhật đầu hàng, kết thúc thế chiến. C. Nói về thất bại của Pháp ở nước ta, Sấm Trạng Trình nói: Chừng nào lúa mọc trên trì, voi đi trên giấy, còn gì thầy tăng. Năm 1953-1954, chính phủ Việt Nam thuộc Pháp phát hành đồng tiền chì có bông lúa, tấm giấy bạc 100 đồng có hình con voi, còn gì thầy tăng, tức là còn gì thầy thằng Tây không còn. Và cửu cũ Kiền Khôn Dĩ Định, Thanh Minh Thời Tiết Hoa Tàn, Trực Đáo Dương Đầu Mã Vĩ, Hồ Binh Bát Vạn Nhập Trường An. Cửu cũ là chính nhân chính bằng 81, Pháp đô hộ Việt Nam 81 năm. Từ ngày 20 tháng 11 năm 1873, Pháp nổ phát súng đầu tấn công Hà Nội đầu tiên. Đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ. Bây giờ là ngày 4 tháng 4 âm lịch, cuối tiết Thanh Minh. Cái gọi là sự vinh hoa Pháp ban cho thuộc địa tan thành. Đến tháng 11 năm 1942 là Mã Vĩ, Đại đoàn vệ quốc quân miền Bắc đầu tiên, và mùng 5 và tháng 5 năm 1953 Dương Đầu, chuyến tàu cuối cùng chở vệ quốc quân miền Nam ra tiếp quản thủ đô Hà Nội, Hồ Binh Bát Vạn Nhập Trường An. Yeah. Đảo tránh của chế độ Ngô Đình Diệm. Sấm Trạng Trình nói: Chừng nào 3 tháng đủ liền, nhà chùa đổ máu bạo quyền sạch không. Và chừng nào trúc mọc ngược đầu, tăng ni đổ máu Ngô quyền sạch không. Năm 1963 âm lịch,
có 3 tháng là 9, tháng 10, tháng 11 âm lịch, đủ 30 ngày. Năm đó, chế độ Ngô Đình Diệm phát hành đồng bạc chì có hình Ngô Đình Diệm và cây trúc ngược đầu nhau. Năm ấy, chế độ Ngô Đình Diệm là khủng bố Phật giáo, Hòa Thượng Thích Quảng Đức và Nico Tự Thiêu phản đối mạnh mẽ. Ngày 1 tháng 11, xảy ra cuộc đảo chánh, Tổng thống Ngô Đình Diệm và dòng họ của họ Ngô bị diệt vong. À, cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng miền Nam, Sấm Trần Đình nói: Trư Thử Giai Phong Khởi, Thình Mão Xuất Thái Bình, Phân Phân Tùng Bắc Khởi, Nhiễu Nhiễu Xuất Đông Chinh. Vấn đề này chưa ai biết và biết bình luận. Quán đổi thứ tự các câu, ta giải thích: Nhiễu Nhiễu Xuất Đông Chinh, Phân Phân Tùng Bắc Khởi, Trư Thử Giai Phong Khởi, Thình Mão Xuất Thái Bình. Kết thúc Thế Chiến thứ hai, các cường quốc hai phe là Mỹ, Anh, Pháp là phe tư bản và Liên Xô, Trung Quốc là phe cộng sản, cạnh tranh tranh giành ảnh hưởng nhau ở Đông Dương, gây ra cuộc chiến Việt Nam. Cuộc chiến dẫn đến là nước Việt chia đôi và miền Bắc khởi cuộc chiến giải phóng miền Nam. Cuộc chiến giải phóng miền Nam có luận tư tưởng là miền Bắc xâm lược miền Nam, xâm lược là nước này đưa quân đánh chiếm nước khác, còn đây là hai miền của một nước. Hiệp định Geneva công nhận độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về hành chính và quân sự, trước mắt là tạm phân thành hai vùng, miền Bắc do chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa quản lý, miền Nam do chính quyền Sài Gòn quản lý, và phụ bản kèm theo là ngày 26 tháng 10 năm 1956 tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Nhưng ở miền Nam, Mỹ thay Pháp xóa bỏ chế độ Bảo Đại, thay vào là Ngô Đình Diệm, và giật dây của Mỹ là chính quyền Ngô Đình Diệm làm văn bản đề nghị Liên Hợp Quốc kết nạp Việt Nam Cộng Hòa để chia cắt vĩnh viễn nước ta. Liên Hợp Quốc không công nhận. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 3 lần đề nghị thực hiện hiệp thương tổng kỷ tuyển cử nhưng đều bị Việt Nam Cộng Hòa từ chối. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, sông chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa không thi hành hiệp định, thì miền Bắc tiến hành giải phóng miền Nam để thống nhất đất nước là lẽ đương nhiên. Cuộc đồng khởi năm 1960 nổ ra ngày 17 tháng 1 năm 1960, ngày ấy là 19 tháng 12 âm lịch. Năm Kỷ Hợi 1959 là Trư, đến năm 1960 là Tý là Thử, lan ra toàn miền Nam, tức là Tư Thử Giai Phong Khởi. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ất Mão giải phóng miền Nam nhưng chưa hoàn toàn độc lập, chưa hoàn toàn yên ổn, còn phải dẹp bọn phục quốc như là Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh, nhất là bọn Phun Rô. Đến năm 1976 là Thìn mới yên ổn, quốc hội hợp hiệp thương thống nhất đất nước là Thìn Mão Xuất Thái Bình. F. Thiên Tử Xuất. Nhân loại ở vào thời kỳ hạ nguyên là lúc nền kinh tế kỹ thuật phát triển tột đỉnh, nhưng cũng là lúc mà đạo đức của con người xuống thấp tột cùng. Các tôn giáo gọi là thời mạt pháp bề trên đang tổ chức cuộc chuyển từ hạ quân sang thượng quân thánh đức. Đất nước ta may mắn được bề trên chọn làm tiên phong cho cuộc chuyển biến đó, sẽ nói kỹ phần sau. Sấm nói: Nước Nam thường có thánh tài, sơn hà vững đặt mấy ai rõ ràng, để làm chuyển hóa cuộc cõi đời, bề trên cử các vị trên thiên đình xuống tổ chức các hoạt động. Nói cho hay khảm cung rồng cháy, chí anh hùng xem lấy mới ngoan, chữ rằng lục thất nguyệt giang, ai mà nghĩ được mới gan anh tài. Hễ nhân cuốn kiến đã rời đất cũ, thì phụ nguyên mới chỗ binh ra, bốn phương chẳng động can qua, quần thần các xứ điều hòa làm tôi. Khảm là bắt vị thánh chúa ấy từ sau bắt đầu giáng thế. Vị ấy sinh ra ngày 16 tháng 3 quá giờ Dậu, tức là giờ Tuất, trăng sáng tỏ. Sau đó nhiều chục năm, đến ngày 25 tháng 6
mà là tiết tháng 7 mới xuất hiện. Và chỉ xuất hiện để thiết kế chương trình chứ chưa chính thức ra mặt. Sự xuất hiện đó còn trong thời Thiên Ma Vương thịnh vượng, nên ông cũng bị cú sốc rất nặng nề mà ông đã vượt qua được. Như là Thượng Đại Nhân Bất Nhân, Thánh Ất Dĩ Vông Ân, Bạch Hổ Kim Đế Ấn, Thất Thập Cổ Lai Xuân. Tức là trước cuộc đổi đời không có người góp công. Vị thánh ấy là tuổi Ất, qua nạn mà không có được nhờ ơn của ai, do tay không mà có sức mạnh nhờ gồm thâu ấn tính của bề trên. 70 tuổi sẽ trẻ lại và thực hiện cái lo cái đại sự. Hễ nhân kiến đã rời đất cũ, người thiết kế chương trình rời cái chỗ ở cũ cũng có nghĩa là phá điền, mới thiết kế được chương trình thì phụ nguyên mấy chỗ binh ra, thì phụ nguyên chữ phụ cộng chữ nguyên là Nguyễn, tức là vị ấy là họ Nguyễn. Bốn phương chẳng động can qua, quần thần các xứ điều hòa làm tôi. Không có chiến tranh mà thành công, các nước đều là quy tụ quy phục, mà các tôn giáo gọi là 18 nước châu hầu đầu phục. Nói về lúc ông Râm ra mặt chính thức là có thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ làm binh. Vị thánh ấy là thầy xuất hiện, xuất lộ diện thì mọi người đều ủng hộ giúp ông thánh làm nên vương nghiệp. Nơi ông ra đời ấy là Bảo Giang Thiên Tử Xuất, Bất Chiến Tự Như Thành, Lê Dân Đào Bảo Nõn, Tứ Hải là Hậu Ca. Bảo Giang là sông Cửu Long, một trong các con sông dài và lớn nhất thế giới. Có người dự đoán là ở Thanh Xuất, ở Vàm Nao. An Giang, không phải. Ta nghe tiếp phần dưới đây. Thiên Sanh Thiên Tử Ư Hỏa Thôn, một nhà họ Nguyễn Phúc Sinh Tôn, tiền sinh cha mẹ đã cách trở, hậu sinh thiên tử Bảo Giang Môn. Vậy hướng nam là Cung Ly, là Quả, vị ấy sinh ra ở xóm phía nam. Xem trích dẫn bên dưới. Cha mẹ đã cách trở, tức là trước là sinh ra một người anh, người kế là chết non, sau đó mới tới vị ấy. Và sinh ra ở cửa sông Cửu Long, tức là Bảo Giang Môn, tức là cửa sông Cửu Long chứ không phải là ở giữa mà là Vàm Nao. Bất Chiến Tự Nhiên Thành, không đánh mà thắng do một chương trình đặc biệt. Ông ấy có chương trình như là hạt giống quý mà Lê Dân Đào Bảo Nõn, tức là mọi người lựa chọn làm theo, làm cho năm châu bốn biển đều yên vui thịnh vượng. Về sớm phía nam, bề trên, ở trên thì sấm nói: Bắc thủ Kim Thành Tráng, Nam tạc Ngọc Bích Thành, Hỏa thông đa quyển vệ một giả dục nhân cách. Nhà ông ấy phía bắc có cái thành cứng mạnh, tức là căn cứ quân sự lớn. Phía nam là khu du lịch sinh thái trên dòng sông Cửu Long. Ông ấy ở sớm phía nam của căn cứ quân sự lớn ấy. Còn đoạn sau là có nhiều việc nhạy cảm nên không tiện nói ra. Sông Thiên Nhật Nguyệt sáng soi, sanh đặng chú ấy là Ngô Chẳng Cầu. Đến thời thịnh vượng còn lâu, đành đến Tam Hạp chia nhau sẽ làm. Đời ông ấy cô độc, không sống gần cha mẹ, mà nhờ một số người, tức là bây giờ ông vào hoạt động ở trong một cái tổ chức. Do đó nhiều người khuya sớm mà nuôi dưỡng. Nhờ cơ mới sẽ ra mà cứu dân. Binh thư mấy quyển kinh luân, thiên văn, địa lý, nhân văn, phép màu. Ông ấy thông thạo tập toàn, thông cả thiên văn, địa lý và binh pháp. Ra tay điều đỉnh hổ mai, bây giờ mới biết rằng tài an dân. Thông minh kim cổ khác thường, thuấn nghiêu là trí, cao quan là tài. Có thầy Nhân Thập đi về, đã hữu phù trì cây cỏ làm binh. Vị thầy ấy xuất hiện thì mọi người cùng hộ trì, tạo cho ông có một sức mạnh vĩ đại. Lại có câu phú quý hồng trần mộng, bần cùng bạch phát sinh, bảo sơn thiên tử xuất, bất chiến tự nhiên thành. Sự giàu nghèo của ông ấy như mộng, khi trắng tay mới phát khởi trở lại. Vị thánh sinh ra ở sông Bảo Giang mà khai mở trí huệ ở Thiên Cấm Sơn. Vị trí khai mở ấy là bốn bề núi đá rỉu quanh, một đường tiểu mạch
tiểu mạch nương mình với ai. Sông Bảo Giang thiên định ai hay, đòi phương phước đợi giáng đinh, cử trùng thủy ứng long thành ngũ vân, phá điền thiên tử giáng trần, vũ sĩ ngược hải mưu thần như lâm. Sông Cửu Long là thiên định cục, mà đòi là Tây, tức là Tây Nam Bộ là đất phước, bề trên ứng chiếu như một thành đồng, một thành rồng năm sắc. Phá điền thiên tử giáng trần, dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm, vị ấy thay đổi nhà nhiều lần, trong đó có lần bỏ cả gia đình, bỏ cả cơ ngơi gồm cả nhà cửa đất đai ra đi để mà thiết kế chương trình như lâm, tức là như trên trời chiếu xuống, như trên trời chiếu xuống, làm cho anh hùng hào kiệt đi theo, tức là nhược là thuận theo, dũng sĩ nhược hải là anh hùng thuận theo. Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết, đảo Hoành Sơn tam liệt ngũ phân. Ngày 25 tháng 11 năm ấy, một cuộc đối đầu nảy lửa, không cân sức ai thắng ai. Giữa một bên là bên chánh là đơn độc, đơn thân độc mã, với bên tà ấy là thượng đại nhân bất nhân, thánh ất dĩ vong ân, bạch hổ kim đế ấn, thất hợp thập cổ lai xuân. Trước cuộc đổi đời, người ấy không có được người giúp đỡ, vị thánh ấy là tuổi ất, vượt qua thử khách thách, không nhờ một ai, tay không mà có sức mạnh, phá tan mọi biến cố lớn, do kim đáy ấn, tức là đổi trên đầu quy luật của trời đất, 70 tuổi trẻ lại để mà lo cái việc lớn lao của trời đất, của đất nước. Về biển Đông, sấm viết bập bồng tần quốc lập tập bồng, là nơi chiến địa quý hồng tràn lan, hải hồ rửa máu Nghĩ An, tiền Âu hậu Á thiên hoàng định thu, thân gà da khỉ để trừ, thì là ngọn lửa mới thu nhiều lần, kỳ phan thay đổi của trần, chó kia gặp chủ nó cần sổ tru, quân minh dân sự ô nhu, heo kia thông thả ngao du đầy đàn, chuột mừng gặp cảnh bình an, trâu kia thông thả ngôn ngang đồng ngân ngang đồng đèn, cợp rài làm chúa lâm điền, quân thần cộng lạc miên miên của trời. Trung Quốc gây ra cảnh binh đao, máu loang khắp chiến trường, hải hồ rửa máu Nghĩ An là cuộc chiến biển Đông, máu đổ lấy máu rửa máu. Kết thúc cuộc chiến biển Đông, trời đất định, là trước là châu Âu khởi phát cái nền văn minh, thì sau cuộc chiến đó thì mùa thu năm ấy là châu Á nổi lên, tức là nói đến nước ta vươn lên đứng đầu thế giới. Đoạn sau nói nhiều điểm xảy ra biến chuyển mà biên thiên cơ bất khả lậu, nên xin quý vị tự luận, không tiện nói ra. Bài thơ Cự Ngao Đới Sơn. Bích tẩm tiên sơn triệt để thanh, cự ngao đới đắc ngọc hồ sinh, đáo đầu thạch hữu bổ thiên lực, trước cước trào vô quyển địa thanh, vạn lý đông minh quy bả ác, tức niên nam cực điện Long Thành Long Bình, ngã kim dục triển phù nguy lực, vạn khước quang hà cựu đế thành. Dịch nghĩa: nước biết ngắm núi tiên trong đến đáy, như con ngao lớn đội được bầu ngọc mà sinh ra, ngoi đầu lên đá có sức vá trời, đặt chân xuống sóng không có tiếng cuồn cuộn đất, không cuộn đất vạn dặm biển Đông quơ vào nắm, Úc Năm cõi Nam đặt vững cảnh trị bình, ta nay muốn thi thố sức phò nguy, cứu vạn quan hà thành cũ của nhà vua. Tóm tắt: biển Đông vạn dặm giang tay giữ, đất Việt muôn năm vững trị bình, tức là biển Đông vạn dặm cùng nhau giữ, đất Việt muôn năm sẽ bình an thành trị. G. Tổng quan mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc, sấm có mấy câu như thế này: dục đức thánh nhân hương, quá kiều cư bắc phương, danh vị Nguyễn Gia Tử, kim tịch sanh Ngô Lan. Tức là vượt dậy cái lòng đức độ của người dân của một vùng đất thánh, vùng ấy là qua biên giới phía bắc, tức là Trung Quốc. Trung Quốc là vùng đất thánh, nơi đây sinh ra Kinh Dịch và Khổng Tử, Lão Tử vân vân, nhưng nay đã biến mất, biến chất, mưu đồ bên trước. Vị thánh họ Nguyễn
làm thức tỉnh người dân, phá tan cái lòng trâu chó tham vọng lãnh thổ, xâm lấn nước ta, cũng chính là bất chiến tự nhiên thành. Hiện tại Trung Quốc làm hùng làm hổ, nhưng sau cùng sẽ thất bại hoàn toàn. Nước ta sẽ vững vàng đi lên, làm tiên phong giúp nhân loại tiến lên lập đời thánh đức, khai hội Long Hoa cho nhân loại. Hát con mắt tri nhãn, tức là con mắt thứ ba. Cách tu của Đức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm gồm ba yếu tố là: một, kính thiên Phật, quý địa, nhân đức với chúng sinh; hai, tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ; ba, mở mang trí huệ, bao gồm hai yếu tố là rèn luyện nâng cao trí tuệ qua việc nghiên cứu thấm nhuần kinh dịch và quyển Thái Ất Thần Kinh, và khai huệ nhãn, mở con mắt thứ ba. Đây chỉ nói về huệ nhãn, tức là con mắt thứ ba. Vấn đề có vị trí vô cùng quan trọng trong tri thức của người tu luyện, mà tôn giáo Cao Đài thờ một mắt là thờ con mắt thứ ba, thiên nhãn đó. Đức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm vận dụng kết hợp mở mang trí tuệ và thiền định khai mở con mắt thứ ba. Trong các liên hệ của sấm nói trên, xin nói thêm một nội dung đặc biệt không thể thiếu của con mắt thứ ba. Thứ nhất, Trư Thử Giai Phong Khởi là cuộc đồng khởi năm 1960, mà là ngày 17 tháng 1 năm 1960 dương lịch. Sấm ấy nói rõ là ngày 19 tháng 12 trước tiết lập xuân, tức là còn trong năm Kỷ Hợi là Trư. Cửu kiền khôn chỉ định, thanh minh thời tiết qua tàn. Cửu là 9 nhân 9 bằng 81. Pháp đô hộ ta 81 năm. Từ ngày 20 tháng 11 năm 1873, Pháp nổ súng tấn công Hà Nội lần thứ nhất, đến ngày 7 tháng 5 1954 kết thúc. Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 dương lịch là ngày 4 tháng 4 âm lịch, là ngày cuối cùng của tiết thanh minh trước một ngày trước lập hạ. Trực đáo Dương Đầu Mã Vĩ, Hồ Binh Bắc Vạn nhập Trường An, đến tháng 11 năm 1942, cuối năm Nhâm Ngọ, tức là Mã Vĩ, Đại đoàn Vệ Bất Quân đầu tiên miền Bắc tiến vào Hà Nội, và tháng 5 năm 1953, cuối Mùi, là Dương Đầu, chuyến tàu cuối cùng Vệ Bất Quân miền chở Vệ Bất Quân miền Nam cùng ra tiếp quản thủ đô Hà Nội, tức là Hồ Binh Bắc Vạn nhập Trường An. Những xác định ngày tháng xảy ra việc đó chỉ có con mắt thứ ba mới thấy được. Đức Trạng Trình dày công khổ luyện mới có được con mắt thiên nhãn. Đến thời điểm ấy, chỉ duy nhất có cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có mà thôi. Đức Trạng Trình đã lên thiên đình và đã 4 lần tái thế là Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Nguyên, Đức Bổn Sư Ngô Tự Lợi, Đức Lưu Văn Lan và Đức Quỳnh Phú Phổ. Các vị vốn đã có sẵn con mắt thứ ba từ trên thiên đình giáng xuống là giữ nguyên, không phải tu luyện cực nhọc như là cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cả 4 vị đều có viết sấm giảng tiên tri để lại cho thiên hạ. Trong đó xin dẫn trích dẫn 2 sự kiện là: thứ nhất là cụ Lưu Văn Lan, ngày 3 tháng 8 năm 1021, trong một lần kiểm tra cây cầu Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, ông thông báo với viên tỉnh trưởng Bạc Liêu là một tháng nữa cây cầu sẽ sập. Viên tỉnh trưởng hết sức bất ngờ, bởi cây cầu này do kỹ sư Pháp thiết kế thi công và mới vừa khánh thành một năm. Viên tỉnh trưởng cho là chuyện nhảm nhí. Thế nhưng bất ngờ chỉ 3 tuần cây cầu sập. Tiên đoán được cây cầu xây khánh thành một năm mà sập là do con mắt thứ ba đó. Thứ hai là Đức Quỳnh Giáo Chủ sinh ra trong bọc, không có tiếng khóc chào đời, không quên kiếp trước. Và các vị hậu vệ của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng là trong trường hợp là sinh ra không có tiếng khóc chào đời. Chính không có tiếng khóc chào đời mà không quên cái cũ, cho nên là vẫn còn nhớ, là lưu lại cái nhớ đó và tuyên truyền được mọi vấn đề. Bé Trường Lam sớm có được những nét đặc biệt cũng chính là do có con mắt thứ ba trên thiên đình đầu thai xuống mang theo, nên nói những điều mà mọi người không biết.
mà người ta không tin và có những mỉa mai. Trong đó có việc cô bé phân biệt được hai chị em ruột giống hệt nhau là tâm chị tâm em là rõ rệt nhất. Trong khi đó chú Phú độc lạ Bình Dương quen cả 2 năm mà không biết phân biệt được đứa nào là chị, đứa nào là em. Việc này ta hoàn toàn có khả năng kiểm nghiệm dễ dàng. Ca. Đất nước ta được bề trên chọn làm tiên phong trong cuộc chuyển hóa sắp tới. Đất nước dân tộc ta được bề trên chọn do 2 nguyên nhân. Một là dân tộc ta có ý chí và đức độ tột đỉnh làm nên lịch sử hào hùng có 102 trong lịch sử nhân loại. Có thể nói lịch sử của dân tộc ta là lịch sử của lòng yêu nước và chống ngoại xâm. Dân tộc ta đã từng cứu nhân loại 2 lần, là lần thứ nhất là 3 lần đánh thắng quân Nguyên, cứu nhân loại khỏi họa xâm lăng của quân Mông Nguyên. Lần thứ hai là thắng cả Pháp, Mỹ, cứu nhân loại khỏi ách nô lệ. Và xứ sở ta luôn là có lòng từ bi cứu trợ đối với người. Hai là về địa lý. Đất nước ta là trung tâm của vận hành khí lực của toàn cầu. Điều sâu xa này chưa ai biết. Xin nói vắn tắt là theo định luật bảo toàn năng lượng của Lomonosov, vật chất trong vũ trụ không tự sinh ra, không tự mất đi, chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Tức là mọi vạn vật ở trong vũ trụ không có thêm mà cũng không có bớt, mà đã có sẵn của thiên định, chỉ có chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Ta có thể xem oxy và carbonic như là máu đỏ và máu đen trong cơ thể của người vậy. Cây hút carbonic chuyển vào lòng đất, chuyển hóa thành oxy phun trở lên cung cấp cho toàn cầu. Sự chuyển hóa đó giống như là máu đen chuyển thành máu đỏ để mà nuôi cơ thể vậy. Đoài phương phước địa là bầu khí sinh khí ấy là ở Tây Nam Bộ của nước ta. Khí oxy mới đó được chuyển sang Tây Bán Cầu phun lên ở nơi địa khí môn ở phương Tây. Phản lực làm trái đất từ Tây sang Đông, nên ta thấy mặt trời, mặt trăng mọc đằng Đông lặn ở đằng Tây. Vận động tốc gió là 1670 km/h. Tàu bè máy bay đi ngang đều bị thổi mất, mà các nhà khoa học gọi nơi đó là tam giác quỷ. Vị trí đó là ở ngoài bờ khơi của biển khơi của Cuba. Trên đường vận hành khí, lòng đất từ Nam Bộ sang Campuchia, Thái Lan, Singapore qua đến Đại Tây Dương. Cây cỏ tốt tươi ở Tây Nam Bộ là tốt tươi, mà dẫn thành một cái đường từ Việt Nam sang Campuchia, Thái Lan, Singapore đều có một cái luồng là cây cỏ là xanh tốt quanh năm. Trong khi đó là các nơi khác, là ở châu Âu là cây vàng lá, rụng lá trơ cành vào mùa thu. Sự sinh hóa vận hành khí đó sẽ có bài nói riêng. Bầu sinh hóa khí ở nước Việt chuyển sang Cuba phun lên, nuôi sống muôn loài trên hành tinh, tạo ra 2 dân tộc duy nhất dám đánh Mỹ và thắng Mỹ. Nước ta đánh thắng Mỹ thì mọi người đã biết, còn Cuba thì chưa ít ai biết. Cuba là nước nhỏ sát nách Mỹ, là lớp lá cờ đầu tiên phong trong phong trào giải phóng dân tộc ở Trung Mỹ Latin. Một cuộc nổi dậy vũ trang của Fidel Castro chống lại chế độ độc tài quân sự thân Mỹ của Tổng thống Batista. Cuộc cách mạng bắt đầu vào tháng 7 năm 1953, cuối cùng lật đổ chế độ Batista vào ngày 1 tháng 1 năm 1959, cách mạng Cuba thành công. Và ngày 17 tháng 4 năm 1961, khoảng 1.500 người Cuba lưu vong, từng được tình báo Mỹ CIA huấn luyện, đã tổ chức đổ bộ lên bãi biển Girón phía nam của Cuba nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Fidel Castro, của Chủ tịch Fidel Castro. Đến ngày 19 tháng 4 năm 1961, cuộc tấn công xâm lược đã bị đánh bại hoàn toàn chỉ trong vòng 3 ngày. Về quan hệ Việt Nam-Cuba, trong thời kháng chiến chống Mỹ năm 1974, nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro duy nhất trên hành tinh đến vùng giải phóng của Quảng Trị. Chủ tịch Fidel Castro nói, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Và trong chuyến thăm năm 1973, Chủ tịch Fidel Castro ký lệnh xây dựng tặng Việt Nam bệnh viện hữu nghị và 5 công trình
kinh tế quan trọng, trong đó có khách sạn Thắng Lợi. Đáp lại, do Mỹ cấm vận nên năm 1980, Cuba bị thiếu đói trầm trọng. Việt Nam vừa vượt qua cơn khủng hoảng của năm 1978 mà đã giúp cho Cuba là 5.000 tấn gạo. N. Điều cần thiết sắp tới. Quy luật vũ trụ là âm cực dương sinh. Vật có nhúng mới nhảy. Như chiếc lò xo có nén thì mới bung mạnh lên được. Cơ trời vẫn thế cũng vậy. Trước khi có cuộc biến chuyển thì 10 phần chết 7 còn 3, chết hết 2 còn 1 mới ra thái bình. Trước khi khai mở vẫn mới, nhân loại phải vượt qua một hiểm nạn khủng khiếp. 1/10 người dân còn tồn tại lại là do việc tu luyện. Để vượt qua hiểm nạn đó, điều căn bản nhất là mỗi người phải ăn chay tu luyện. Các tôn giáo và bé Tường Lan kêu gọi mọi người ăn chay tu luyện là do ý nghĩa quan trọng ấy. Tường Lan và các thần đồng bề trên chọn cho cuộc chuyển hóa sắp tới, trong đó Tường Lam và mẹ Tường Lam bị nhiều kê kích. Bé Lam nói, mẹ phải nhận và vui thì cái nghiệp sẽ xuống dần cho đến hết. Chú Thanh Hòa hỏi, người ta nói xấu con có giận không? Bé đáp, không, con hoan hỷ. Tánh ý của bé Tường Lam về cách ứng xử đối với mẹ bé và của bé là đúng, là đạo lý. Ai sai, người đó nhận quả. Mình hãy giữ cái đạo lý sáng ngời ấy, mọi sự tốt lành sẽ đến, cơ sẽ đến không xa. Chúc Tường Lan và gia đình cùng các thần đồng an lạc, đại thành công. Nam mô Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Thần Hoàng. Nam mô chư Tiên, chư Thánh, chư Thần, chư Phật, chư Bồ Tát.